Rồi bây giờ tôi nhắc một lần nữa nha, ông lo nhớ kỹ nha. Rồi ok, bà cứ nói đi, yên tâm, tôi thông minh lắm, tôi nhớ mà, nói đi. Rồi bây giờ ông ra chợ mua tôi 2 kg thịt heo. 2 kg thịt heo nè, rồi ok gì nữa? Rồi mua bột ngọt tiêu đường cho tôi nè. Rồi ok. Rồi ok, nhớ rồi, ok. Mua rồi. Đi, tôi còn đồ ăn. Rồi ok, biết rồi, tôi mua về liền mà. Hey, trời ơi bạn ơi, hôm nay mình đang chơi game thì tự nhiên Sam nhào vô phòng. Sam kêu: "Phòng ơi, nhà hết đồ ăn rồi, đi mua đồ ăn đi." Tôi mới kêu rằng mình, lúc đó mình mới nói rằng là ở bên dưới có một cái chuồng heo nuôi rất là nhiều heo luôn, sao bà không lấy thịt heo ăn. Mà xong đầu Sam mới nói mình là lần trước chuồng heo nó bị cháy cho nên mấy con heo chết queo hết rồi còn đâu. Ừ đúng rồi, làm cho mình nhớ đến cái lần trước bạn ơi, tức ghê luôn á. Có một con yêu quái lửa bạn ạ, nó phun lửa thế là gọi là mấy con heo mình chết queo hết luôn, không còn con nào hết, bực ghê luôn trời. Cho nên bây giờ mình phải ra chợ để mua đồ ăn về cho Sam nấu đồ ăn nữa bạn ơi. Hey, à mà khoan, từ từ, hình như từ nãy giờ mình quên gì phải không ta? À đúng rồi, mình quên chào mấy bạn. Ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phong Cận TV, đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World đấy bạn ơi. Và hôm nay mình sẽ đi ra siêu thị mua đồ ăn. Đó, nhiều đó thôi, không gì hết á. Trời ơi trời. Hey, phần làm con trai chưa một lần yêu ai. Không nhầm, hát kiểu này Sammy nghe được Sammy quýnh mình chết luôn á. Phần làm con trai chưa một lần nấu cơm. Trời. Mấy bạn ơi, trời ơi bạn ơi, lại là con ma lửa lần trước kìa. Trời ơi, sao hôm nay nó xuất hiện ngoài siêu thị vậy ta? Quay cái con ma lửa kìa. Quay. Cái gì vậy? Cái gì? Ai? À, lại là ngươi à? Sao lần nào ta đi đâu ta cũng gặp ngươi hết vậy? Lần này ngươi lại tính đến đây phá hoại cái gì nữa vậy? Ủa, bọn ngươi là ai vậy? Ủa, ngươi không nhớ ta hả? Trời ơi, như vậy mà cũng không nhớ bạn ơi. Mình đẹp trai như thế này mà nó không nhớ mình, tức ghê luôn trời. Ngươi không nhớ ta, ta chính là siêu nhân xanh ở trong biệt đội siêu nhân tứ trụ nè, nhớ chưa? À, cái biệt đội siêu nhân tứ trụ mà lần trước bị ta gọi là đuổi cho, gọi là chạy bê chân lên chạy đó hả? Trời ơi, ngươi nói gì cơ? Ngươi dám nói siêu nhân tứ trụ mà chạy trốn khỏi ngươi hả? Còn lâu nha. Chẳng qua là bữa đó là bọn ta mắc toilet cho nên bọn ta về nhà trước thôi, chứ bọn ta tính ra hôm đó là ta tiêu diệt ngươi luôn rồi đó. À thế à? Ui giời ơi, khạc có mỗi một cục lửa thôi, bọn ngươi đã chạy toán loạn ra, bây giờ lại còn gáy to cái gì thế? À trời ơi bạn ơi, con yêu quái này nó dám sỉ nhục mình đó bạn ơi. Nó dám kêu rằng là gọi là nó phun cái cục lửa là mình chạy. Trời ơi trời, làm gì có chuyện đó. Phong Cận siêu nhân mà phải sợ gọi là con yêu quái cục lửa như ngươi hả? Còn lâu nha, hôm nay nè ta sẽ gọi là biến cho ngươi từ cục lửa trở thành cục than luôn, hiểu không? Trời, biến hộ này, bạn ơi làm hộ mình cái. Ôi giời, mình sợ quá rồi, sợ quá. À ok, được rồi. Siêu nhân tứ trụ tập hợp. Hình như hôm nay thiếu người bạn ơi, chết quên mất hôm nay thiếu rồi. Anh Dịch, rồi Simi, Siro đi đâu hết trơn rồi. Hôm nay còn có mình nè. Trời ơi chết, một con yêu quái xuất hiện trong làng rồi, giờ sao trời? Giờ sao ta? Thôi kệ luôn, quýnh nó luôn chứ sao giờ. Ok, được rồi, một mình tao sẽ tiêu diệt mày luôn, cái con yêu quái lửa kìa. Hãy xem đây, tao làm một lần thôi nha. Ê, siêu nhân Phong Cận, biến hình. Bùm chiêu, ok, và Phong Cận đã biến hình xong rồi nè bạn ơi. Con yêu quái kia, ta nói cho ngươi biết nha, bây giờ ta đã biến thành siêu nhân rồi. Bộ giáp của ta rất là cứng cáp luôn, không có cái gì có thể gọi là đụng vô được cọng lông chân của ta luôn á. Cho nên ta nói ngươi biết trước, ngươi còn lâu mới đánh bại ta. Trời ơi, lần trước 4 đứa ta còn không sợ, huống chi là 1 đứa. À, ngươi dám nói gì hả? Được rồi, bây giờ xem ta đi. Ôi, hãy đỡ tiếng chiêu của ta. Chém nè. Ôi rồi. Ngươi vừa làm gì đấy? Ủa bạn ơi, sao mình chém nó không bị vậy? Chém nè. Ủa kìa. Ủa, ngươi là cái gì mà sao ta đụng vô ngươi không được vậy? Trời ơi, nhìn không thấy hả? Quỷ lửa. Vũ khí tầm thường của ngươi có thể chạm vào ta được. Trời ơi. Trời, tức quá, ngươi kêu ai vũ khí ai là bình thường. Xem lại nè, chém tiếp nè. Tôi chém vô đầu ngươi nè, chém vô tay ngươi, chém vô chân ngươi. Ủa gì kìa? Ủa. À, trời ơi bạn ơi, con yêu quái lửa này nè bạn ơi, mình nghĩ ra rồi, hóa ra nó là lửa cho nên là mình không thể nào mình quýnh thường cho người đó được. Mình phải dùng kỹ năng đặc biệt, phải dùng gọi là siêu sức mạnh mới đánh được nó bạn ơi. Ok, được rồi, ta hiểu rồi, bây giờ hãy xem ta đây. Phong Cận siêu cấp vô địch thế giới vũ trụ, hãy đỡ sức mạnh đặc biệt của ta nè. Ôi dồi ôi, giật cả mình, ôi vừa làm gì vậy ta? Ok à? Ngươi vừa làm gì vậy? Ta mới dùng kỹ năng đặc biệt, ta quýnh cho người mà sao ngươi không bị gì hết vậy?
kỹ năng gì vậy, có thể nói được không? Tại vì mình thấy là bình thường các bạn ơi. Làm lại thêm lần nữa nè, đứng im, người ngon người đứng im đây, tôi chém người nè. Người nè, đó, bay lên trời luôn. Ủa, người có sao vậy? Ta kêu cho người vui á. Ủa gì kỳ á bạn, sao mà mình quýnh thường không được mà bây giờ mình quýnh bằng gọi là kỹ năng đặc biệt cũng không được luôn bạn ơi. Vậy con quái vật này rốt cuộc sao mới giết được nó đây trời. Ôi tức quá. Từ nãy giờ ngươi đánh ta đủ rồi đúng không? Đã đến lúc ta trả đũa rồi đúng không? Ê, đúng rồi. Cháy mình rồi bạn ơi. Con yêu quái đáng ghét này, ngươi chỉ được có cái phun lửa thôi chứ được cái gì đâu. Ta sẽ nhào vô quýnh ngươi tiếp nè. Có đồ đáng trời ghét. Ơi, ngươi không nhớ lần trước ta đánh xong Mr. Vịt khổng lồ như thế còn bị cháy hết sạch quần áo nữa chi là ngươi. Ngươi cũng chuẩn bị cháy sạch quần áo đi nè. Còn lâu nói chuyện đó. Ta giết ngươi nè. Trời ơi là trời, con yêu quái này nó khỏe bạn ơi. Nhưng mà ta nói cho ngươi biết trước nha, dù ngươi có đánh ta, ta ngất xỉu đi chăng nữa thì ta vẫn sẽ tỉnh dậy để quýnh tiếp tục với ngươi. Ta không sợ ngươi đâu. Tỉnh dậy mà không nhìn lại bản thân hả? Ủa cái gì vậy? Ủa mấy bạn ơi, ủa khoan từ, bộ áo giáp của mình đâu rồi? Cái quần mình đâu? Cái áo mình đâu? Ủa gì kỳ vậy? Con yêu quái sao mày chơi mất dạy, mày phun lửa cháy bù quần áo tao mày. Trời ơi, nhìn ngầm cũng mà làm phát nhà ấy là để phát lên nữa. Bậy nha, ta nói ngươi biết, ta là cá heo chứ phải là heo quay đâu mà ngươi dùng lửa, ngươi phun lửa ta. Trời ơi, bạn ơi, con yêu quái này chơi mất chạy, phun cháy bộ đồ mình rồi bạn ơi. Tôi về, tôi mát mẹ ta, đồ chơi mất chạy. Khoan đã, từ, quên mất, ngươi nhớ mặt ta đó, tí nữa ta quay lại ta quýnh với ngươi nè, nhớ mặt ta nha. Trời ơi, bạn ơi. Không, trời ơi, cháy bộ đồ bên ngoài thôi là đã ghê lắm rồi, cháy luôn bộ đồ bên trong chết ta luôn á. Trời ơi, tức quá mấy bạn ơi. Lần nào quýnh với con quái vật lửa này mình cũng thua hết các bạn ơi. Chán ghê luôn á trời. Thôi bây giờ mình nghĩ rằng là mình phải vô trong căn cứ bí mật để tìm anh em siêu nhân coi. Siêu nhân tứ trụ đi đâu hết trơn rồi trời. Ủa, rồi, không có ai luôn bạn ơi. Trời ơi trời, cái gì vậy trời? Siêu nhân tứ trụ bây giờ đi đâu, đi du lịch hết nè. Sao không có ai ở lại trong làng Hero Team để bảo vệ cái ngôi làng hết vậy? Một mình làm sao quýnh lại được con quái vật lửa đây các bạn ơi. Chết rồi mấy bạn ơi. Mấy bạn hãy thử suy nghĩ giúp mình coi có cách nào tiêu diệt được con quái vật lửa này không các bạn. Chứ giờ mình bó tay rồi các bạn ơi. Trời ơi là trời. Giờ làm sao đây Simmy, Siro với Mr. Dịch đi đâu hết trơn rồi. Giờ tìm cách nào tiêu diệt được nó đây trời. Ủa cái này là gì đây? Để xem coi. Ủa có gì ở đây đây? Ủa có cái súng trong đây nè các bạn ơi. Ủa trời ơi, cái súng nào mà nhìn lão vậy? Trời ơi mấy bạn coi nè. Wow, trời ơi mấy bạn ơi, bạn coi mình cầm mấy cây súng trên tay nè. Trời ơi, ngầu dữ ta, ngầu dữ. Có khi nào cái này là vũ khí mới mà anh Siro mới chế tạo ra không ta? Ui xịn nha. Ui mấy bạn ơi, vậy có nghĩa là nếu như mà mình sử dụng vũ khí này, nhiều khi mình lại tiêu diệt được con quái vật lửa các bạn. Ui, vũ khí mới nè. Đâu, để mình thử sử dụng thử coi. Ok, mình sẽ nạp đạn nè. Ui, nạp đạn được nè các bạn. Ok, rồi bây giờ mình sẽ đếm 3, 2, 1 mình sử dụng thử vũ khí này cho các bạn xem nha. Trời ơi, nhìn cái súng nó ngầu quá bạn ơi. Ôi, 1, 2, 3 bắn. Chu. Ủa gì kỳ à? Ủa sao không thấy gì hết trơn vậy? Ê, bắn. Ủa sao không được vậy? Cây súng này rõ ràng mình nạp đạn rồi mà sao mình không bắn được viên nào vậy? Chu. Ủa kỳ à? Không được các bạn ơi. Rồi xong luôn, vậy là cái vũ khí này mình không sử dụng được rồi các bạn ơi. Ai, chán ngơi luôn trời. Giờ sao đây, con yêu quái nó còn ở ngoài siêu thị. Ui, chết rồi bạn ơi, mình quên mất. Hồi nãy Sammy nhờ mình đi mua đồ ăn mà mình gặp con yêu quái mình chưa kịp mua đồ ăn về nữa. Tí nữa Sammy bà sẽ nổi giận, bà quýnh mình cho coi à trời. Ok rồi thôi, mình phải về nhà mình thông báo cho bà biết, cho bà hiểu chứ thôi bà tưởng mình không mua đồ ăn, mình đi trốn đi chơi net là Sam quýnh mình chết luôn á. Ôi trời ơi trời. Ui mấy bạn ơi, Sammy đang trồng lúa ngoài kia kìa các bạn ơi. Bây giờ mình mà lại mình nói với bà là mình gọi là không mua được đồ ăn xong bà quýnh mình chết luôn á. Với lại bạn coi nè, bây giờ trên người mình không mặc đồ luôn bạn ơi, chỉ mặc có cái bộ đồ ngủ bên trong rồi. Giờ chết rồi, thế nào Sam nhìn thấy Sam cũng kêu mình là ăn mặc cái kiểu gì đi ra đường kiểu này, thế nào Sam cũng giết mình cho mà coi. Hơi là trời, giờ sao ta cái bộ đồ này. Thôi kệ đi, lỡ rồi bị yêu quái đánh chứ đâu phải là mình gọi là biến thái mình cởi đồ ở ngoài đường xong mình chạy vậy nhông 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 ở ngoài đường đó bạn. Vậy chắc là Sam không la mình đâu. Ok, để mình lại mình nói Sam mới được. Sam ơi. Gì vậy? Ôi. Cái gì vậy? Trời ơi, Sam ơi, cái gì sao bà xa lánh tôi vậy trời. Sam ơi.
Tôi sao? Nhớ lúc mà ông đi làm mặc đồ đẹp trai mà sao bây giờ về ông mặc đồ như gọi là cái bang vậy? Trời trời, cái bang người ta còn có đồ mặc, còn tôi không có đồ mặc luôn nè, bà nhìn nè. Sam biết vậy không Sam? Hồi sáng nay á, Sam bảo tôi là ra ngoài siêu thị mua đồ ăn cho Sam đúng không? Đúng rồi, mà đâu rồi, thịt bò, thịt heo rồi, đưa tôi coi. Làm gì có, làm gì có miếng nào đâu, trời. Tôi nói Sam nghe nè, tôi chạy ở ngoài đó, xong tôi gặp con yêu quái lửa, là mà cái lần trước tôi với lại anh Dịch, với lại Simmy, với lại Siro quýnh nó đó, mà quýnh không được nó luôn. Thế là nó giờ nó gọi là ở ngoài siêu thị luôn, nó không cho tôi vô mua đồ ăn. Là bây giờ không còn thịt heo luôn hả? Đúng rồi, hồi nãy tôi ra tôi không mua được, tại nó đứng nó chặn đường tôi rồi nó quýnh tôi nữa. Đàn ông đàn an gì đâu, nhờ mua được ký thịt heo mà làm không xong thật. Ôi, kiểu gì siêu nhân gì đồ gà bắp vậy? Trời ơi, tôi có muốn đâu, tại con yêu quái chứ bộ. Với lại thì mới hồi nãy á, tôi vô trong căn cứ bí mật thì tôi tìm thấy một cái cây súng đấy nè, tôi tưởng là vũ khí mới, tôi tính sử dụng nó để tiêu diệt yêu quái, ai dè đâu chưa kịp gọi là dùng được nữa. Cây súng này không, tôi không dùng được, hình như là nó không hợp với sức mạnh của tôi cho nên tôi không dùng được. Rồi bây giờ để tôi, bây giờ ông với tôi chạy ra ngoài siêu thị giết cái con kia, để tôi chặt đến nhà đàn bà của Khánh mà đưa gì, đưa cái súng nè. Ra đánh nhau hay nó? Trời ơi, trời, tôi nói bà nghe nè, vũ khí này nè chỉ có siêu nhân mới sử dụng được thôi, Sammy không sử dụng được đâu. Ủa sao bà cầm được vậy? Trời đất ơi, bây giờ súng gì mà súng ra ngoài với con kia tôi. Trời đất ơi, bây giờ ông muốn cả hai đứa cùng chích đổi không? Không có đồ ăn nè. Ok, trời ơi bạn ơi, bà Sammy bà ghen quá bạn ơi, bà không sợ yêu quái luôn bạn ơi. Ok, thôi được rồi, nếu như Sam đã xem thường tôi thì ok, bây giờ tôi sẽ đưa Sam ra ngoài đó cho Sam thấy con yêu quái nó khỏe cỡ nào. Bảo đảm luôn là nó quýnh cho Sam khóc nhè chạy về nhà luôn. Rồi ra gặp rồi là đánh lộn nó luôn, sợ gì giảm chặn cửa rồi không cho mua đồ hả? Trời ơi trời, mấy bạn ơi, khi con gái nổi giận thật là kinh dị các bạn ạ. À. Ok, để xem coi Sam sẽ làm như thế nào đây. Kìa, Sam nhìn kìa, nhìn kìa đó. Con yêu quái đó, thấy không? Nó kìa. Ê, cái con yêu quái người không ra người, quái vật không ra quái vật kìa. Cái gì vậy? Ngươi ai vậy? À, ngươi không biết hả? À, để tôi giới thiệu cho. Xin giới thiệu với con yêu quái xấu quơ xấu quách. Con yêu quái gọi là nhìn như cái đùi dẻ. Ta xin giới thiệu với ngươi, đây chính là Sammy, bạn gái của ta. Sợ chưa? Oh my god, bạn gái của cái tên siêu nhân phế vật này. Ngươi dám kêu ta phế vật hả? Có tin ta chém ngươi không? Trời ơi, chứ còn sao nữa, ngươi có thể động bàn được ta không? Ngươi có thể làm được thương ta không? Đâu có đâu. Trời ơi, Sam ơi, nó sử dụng tôi kìa. Rồi, ok, để tôi. Ê, cái con yêu quái xấu xí như cái đùi dẻ kia, ngươi chơi cái trò gì mất dịch dữ vậy? Người ta mua đồ ăn mà ngươi chằn trước cửa nhà người ta, sao người ta mua được hả? Con gái con đứa ở đâu mà đánh đá ghê luôn á? Đến bạn trai của ngươi là đường đường là một thằng đàn ông, thằng con trai mà không làm gì cho ta, huống chi một đứa con gái như ngươi. Trời ơi, trời ơi, vậy là ngươi không biết rồi. Sammy mới là nóc nhà nha, còn ta chỉ là gọi là nền nhà thôi, ngươi biết không? Sammy mới là nóc nhà. Ngươi dám đụng đến ta là ngươi đã đụng đến Sammy rồi, bảo đảm Sammy giết ngươi cho mà coi. Ngươi coi chừng á. Thôi Sammy, cố lên. Ngon muốn lửa coi. Ê ê, bậy Sam ơi, bậy ơi, tao láo, trời ơi là trời. Tôi nói bà rồi thấy chưa, cái con quái vật lửa này nó phun lửa mạnh lắm, cho nên là tôi nói đừng có thách thức nó phun lửa mà không chịu nghe tôi. Ủa gì vậy? Ôi, nóng quá. Sam ơi, tôi mới thấy trên người của bà nó phát ra cái ánh sáng gì kìa. Coi trời. Ủa, mấy bạn ơi, hình như mình mới thấy Sammy phát ra trên người Sam một cái ánh sáng gì đó các bạn ơi. Có khi nào Sammy chính là siêu nhân không ta? Ủa khoan từ, cái vũ khí mới. Ơ đúng rồi, Sam có nhớ cái vũ khí hồi sáng này tôi cầm cho Sam coi không? À cái này á hả? Trời, đúng rồi. Bây giờ như thế này đi, thử đi. Tôi nghĩ là cái này thành công á. Sam đứng vào đây, đứng vào đây. Ok. Rồi, bây giờ Sam hãy gọi là hô lên biến hình đi. Biến siêu nhân xám. Không phải kêu vậy nè bà nội, kêu vậy nè. Hỏi siêu nhân xám biến hình. Đó kêu vậy á. Rồi, nói to đúng không? Đúng rồi. Ok. Hỏi siêu nhân xám biến hình. Ôi trời ơi, mấy bạn ơi, Sammy biến thành siêu nhân rồi bạn ơi. Trời ơi, Sammy sao ngầu quá hả? Ủa, sao biến được vậy? Ủa xịn dữ vậy? Wow. Trời ơi, tôi hiểu rồi. Cái cây súng vũ khí mới mà anh Siro mới chế tạo nè, nó có thể giúp cho Sam biến thành siêu nhân được. Trời ơi bạn ơi, Sammy ngầu quá mấy bạn ơi. Trời, wow, yêu quái à, kỳ này mày chết rồi. Thôi giời ơi, dăm ba cái bộ giáp này ta đốt một phát là sạch bành xanh luôn. Làm gì có chuyện giữ được ta?
Ừ ha, đúng rồi ha. Trời ơi, quên mất các bạn ơi. Ôi Sam ơi, tôi nói Sam nghe nè, cái bộ giáp của tôi á cũng làm bằng gọi là bằng sắt luôn á, mà bị nó phun cho cái cục lửa xong cháy hết trơn luôn. Rồi Sam tí nữa phun Sam cái Sam cháy hết cái bộ giáp này luôn á. Trời đất ơi, ông gì mà sao biết được? Đây, bộ giáp của tôi làm bằng thiên thạch đó. Mà thiên thạch không thể nào cháy được. Làm bằng thiên thạch hả? Ôi trời bạn ơi. Cái gì ngầu vậy? Bộ giáp của mình là chỉ làm bằng sắt thôi bạn ơi, còn bộ giáp của Sam là làm bằng thiên thạch luôn. Trời ơi. Ừ ha, nếu như mà là bằng sắt á bạn thì sắt vẫn có thể bị nung chảy ở trong lửa, còn thiên thạch thì làm sao mà bị cháy được, đúng không? Thôi xịn. Ok Sam ơi, vậy giờ Sam tấn công nó đi. Sam tấn công nó đi. Rồi tôi sẽ cho ông thấy thiên thạch mạnh cỡ nào, lửa thế nào cũng phế vật thôi. Ok, cái tên lửa phế vật kia vào đây nghe. Ngon là bắn lửa đi, có bắn lửa đen mà không sợ ta đúng không? Đúng rồi, thì không sợ chết đi. Ủa cái gì đâu, trời ơi vậy nè. Trời ơi bạn ơi, bạn coi kìa. Trời ơi. Mấy bạn ơi xem nè, Sam đi ở bên trong lửa luôn mà Sam không bị gì luôn bạn ơi. Ôi ghê à. Từ từ để tôi thử coi. Cháy. Rồi xong rồi, sắp tiến hành theo quay rồi. Chết rồi. Trời ơi. Các bạn ơi, Sammy ngầu quá à. Sammy có thể gọi là tạo ra bộ giáp không sợ lửa luôn à. Mày chết mà rồi yêu quái ơi. Chết rồi con, mà chết chắc rồi con. Này thì đó, đâu chưa con. Wow, trời ơi, bắn nó đi Sam, đúng rồi, tiêu diệt nó đi Sam, hay quá Sam ơi. Ôi. Trời ơi, chuyện gì xảy ra này, sao ta thấy đau vậy, suốt cuộc các người đang làm gì vậy? Hay, xin giới thiệu với người, cây súng này không phải là cây súng chỉ là bắn bằng đạn đâu, đây là cây súng bắn bằng thiên thạch. Mà thiên thạch có thể gọi là dập được lửa. À, chết ngươi rồi. Không, ta không sợ ngươi đâu. Ngươi sẽ bị cháy. Nó phun lửa. Ôi. Trời ơi, rồi bắn tiếp đi, Trời ơi, mát quá. Ôi, Sammy ngầu quá bạn ơi, Sammy không sợ lửa luôn. Trời ơi, xịn quá Sammy. Tiêu diệt nó đi Sam. Tiêu diệt nó đi, tiêu diệt nó luôn. Bắn lửa này, cho cả nhà luôn. Bắn lửa đi. Trời ơi mấy bạn ơi, con quái vật nó cháy xong rồi nó nổ mất tiêu luôn các bạn ơi. Trời, ghê thiệt các bạn ơi. Không ngờ rằng là Sammy có thể tiêu diệt được con yêu quái này luôn, trong khi là siêu nhân tứ trụ không ai giết được nó hết các bạn ơi. Ghê dữ rồi Sam. Tôi mà ghê mà. Bây giờ đi mua thịt đi. Tôi về nấu ăn. Nhanh nha. Ok. Gì kỳ vậy? Ủa rốt cuộc bà Quýnh yêu bà Quýnh con yêu quái xong bà vẫn kêu mình đi mua thịt. Trời, cái gì kỳ vậy? Hey, nhưng mà không sao bạn ơi. Vậy là con yêu quái lửa đã bị tiêu diệt rồi bạn ơi. Và bạn thấy siêu nhân Sammy có ngầu hay không nào? Ui, mình không ngờ rằng là một ngày đó xuất hiện thêm siêu nhân thứ 5 nữa bạn ơi. Trời ngầu dữ. Ui, có khi nào mai mốt có thêm siêu nhân Kamui, siêu nhân Kairon, siêu nhân Timmy với lại là siêu nhân siêu nhân nào nữa ta? Tính ra là hết rồi mà. Trời, có khi nào tí nó Hero Team gọi là biến thành 8 siêu nhân luôn các bạn. Nếu như các bạn muốn có một cái tập nào đó mà gọi là 8 người trong Hero Team ai cũng biến thành siêu nhân hết thì bạn nhớ bình luận cho mình biết nha. Xịn quá mấy bạn ơi. Ok, còn bây giờ thì mình phải đi mua thịt đây, không thôi tí nữa Sam giết mình chết luôn các bạn. Đó, bà Sam có một cái cây súng mà có thể bắn chết được yêu quái luôn thì huống hồ về mình bà bắn mình chết các bạn ơi. Ok, cảm ơn anh em đã xem video này nha. Và nếu như mà anh em thấy thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like nè, một share nè và nhấn vào nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy qua bên kênh YouTube của tất cả các thành viên của Hero Team đăng ký họ cho mọi người đó nha anh em. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye, yêu anh em phải nồi, tạm biệt.